Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi vào học chương 4 của môn lập trình Visual Basic. Chương 4 cái này gọi là cấu trúc điều khiển. Như vậy sau khi học xong chương này, sinh viên có thể trình bày được cú pháp của cấu trúc điều khiển. Chuyển đổi qua lại giữa các cấu trúc lập sử dụng for next, do loop, do while loop và do loop until. Viết được các chương trình con cơ bản, chương trình cơ bản sử dụng cấu trúc điều khiển. Và thái độ làm việc chăm chỉ và hình thành phong cách lập trình. Trong cái nội dung này, để đảm bảo được cái mục tiêu phía trên, chúng ta tìm hiểu các nội dung sau đây. Thứ nhất là lệnh điều khiển if, cấu trúc điều khiển if. Thứ hai là cấu trúc điều khiển case. Thứ ba là cấu trúc điều khiển for next. Và thứ tư là cấu trúc điều khiển do loop. Còn 4.5 chương trình con chúng ta sẽ có bài riêng. Ta đi vào cái bài thứ nhất. Là lệnh điều khiển if. Chức năng của lệnh này là thực hiện việc rẽ nhánh. Và nó có những lệ dạng sau đây: if thiếu, if đủ, if tổng hợp và các cấu trúc lòng nhau. Như vậy thế nào là câu lệnh if điều lệnh if? Chức năng của nó là rẽ nhánh, tức là thực hiện một cái điều kiện nào đó mà nếu điều kiện nó đúng thì chúng ta sẽ thực hiện những lệnh của nhánh đúng, còn nếu điều kiện sai chúng ta sẽ thực hiện những lệnh của nhánh sai. Thì chúng ta đi vào cái dạng thứ nhất. Dạng 1 là if thiếu, có nghĩa là lúc này điều kiện của if đúng thì các lệnh được lập, còn nếu điều kiện của if sai thì bỏ qua cấu trúc if. Bỏ qua cấu trúc if thì chúng ta có dạng lệnh như sau: từ khóa if, từ khóa then và từ khóa enif. Từ khóa if, sau từ khóa if là điều kiện. Điều kiện này là gì? Nó là một biểu thức logic. Kết quả của điều kiện sẽ trả về true hoặc là false. True hoặc là false. Như vậy thì trong cái biểu thức điều kiện này, biểu thức logic này, chúng ta phải bắt buộc sử dụng các phép toán về so sánh, như là nhỏ hơn, lớn hơn, nhỏ hơn bằng, lớn hơn bằng, khác và bằng, đúng không? Để xây dựng ra cái biểu thức logic điều kiện này. Sau then chúng ta phải xuống hàng. Và các lệnh và cuối cùng là xuống hàng enif. Như vậy nó có một cái trường hợp là sau then chúng ta có thể viết thẳng hàng và không còn enif, với điều kiện là sau then chỉ có một lệnh duy nhất. Sau then chỉ có một lệnh duy nhất thì chúng ta được phép viết trên một hàng. Ví dụ ta có if a lớn hơn b thì a bằng b. Chúng ta không có xuống hàng, chúng ta có thể không xuống hàng. Còn nếu sau đen đã có nhiều lệnh thì bắt buộc chúng ta phải xuống hàng theo đúng cú pháp. Về hoạt động của dạng này, chúng ta xem dữ liệu đưa vào và kiểm tra điều kiện của dữ liệu đó. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện các lệnh sau đen và thoát khỏi if đi ra ngoài. Nếu điều kiện sai thì thoát khỏi if và đi ra ngoài. Ta lấy ví dụ, nếu a lớn hơn bằng 1 và a nhỏ hơn bằng 2 thì x bằng a trừ 1. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu a, điều kiện của a so sánh lớn hơn bằng 1 là đúng, và a so sánh với 2 nhỏ hơn bằng 2 là đúng, thì hai cái này đúng thì phép and sẽ trả về đúng. Như vậy đúng thì nó sẽ thực hiện x bằng a trừ 1. Còn nếu điều kiện một trong hai điều kiện này bị sai thì chúng ta sẽ thoát khỏi if. Dạng thứ hai là dạng đủ, đầy đủ của if, có nghĩa là nếu điều kiện này trả về true thì thực hiện các lệnh sau then, nếu điều kiện này trả về false thì thực hiện các lệnh sau else và kết thúc enif. Như vậy khi chúng ta viết dạng đủ thì bắt buộc chúng ta xuống hàng, và các em nên viết cho nó đúng theo cú pháp xuống hàng. Về hoạt động thì ta xem dữ liệu đưa vào và kiểm tra điều kiện dữ liệu. Nếu điều kiện dữ liệu đúng thì trả về các lệnh một sau đen và thoát khỏi if. Nếu điều kiện trả về false, tức là trả về sai, s là sai, thì nó thực hiện các lệnh sau else và thoát khỏi if. Ta lấy ví dụ, nếu a nhỏ hơn b thì max bằng b,
Ngược lại, nếu A không nhỏ hơn B thì mắc bằng A. Như vậy thì nó chỉ thực hiện một trong hai cái nhánh này, nhánh lệnh này thôi. Còn nhánh lệnh kia nó sẽ bỏ qua. À, khi thực hiện xong thì nó thoát khỏi if. Thoát khỏi if, đó là cấu trúc if dạng 2. Cấu trúc if dạng 3 thì chúng ta có nhiều điều kiện. Thì chúng ta có thể hiện cấu trúc sau đây: if điều kiện 1 then các lệnh 1 else if. À, nhớ là else if chúng ta viết liền nhau, không được cắt trống. Điều kiện 2 then các lệnh 2 chấm 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 else if điều kiện n then các lệnh n, và cuối cùng là else lệnh n cộng 1 và end if. Như vậy thì với cái dạng này nó đáp ứng cho nhiều điều kiện. À, mỗi điều kiện có một cái nhóm lệnh thực hiện khác nhau, thì chúng ta thực hiện cái việc cấu trúc này nó sẽ nhanh hơn và đơn giản hơn. Về hoạt động của nó, đầu tiên dữ liệu đưa vào điều kiện 1. Nếu điều kiện 1 đúng thì các lệnh 1 sau then sẽ được thực hiện và thoát khỏi if. Ngược lại, nếu điều kiện 1 sai, nó sẽ đi kiểm tra điều kiện 2. Nếu điều kiện 2 đúng thì các lệnh 2 sẽ được thực hiện và thoát khỏi if. Điều kiện 2 sai, nó tiếp tục kiểm tra điều kiện 3, 4 cho đến điều kiện n. À, và cuối cùng nếu điều kiện n sai thì nó trả về lệnh n cộng 1 và thoát khỏi if. Thoát khỏi if. Như vậy cứ mỗi điều kiện nó trả về một lệnh và nó thoát khỏi if. À, nó chỉ thực hiện trong một nhánh của nó, gọi là rẽ nhánh. Gọi là rẽ nhánh. Dạng thứ tư là dạng hỗn hợp, có nghĩa là chúng ta có thể lồng ghép các dạng, ba dạng kia lại với nhau để ra một cái dạng hỗn hợp gọi là if lồng nhau. Ta lấy ví dụ, nếu điều kiện 1.1 thì ta kiểm tra điều kiện 1.2. Điều kiện 1.2 đúng thì thực hiện lệnh 1.1, điều kiện 1.2 sai thực hiện các lệnh 1.2 sau eo. À, thì chúng ta thấy ở đây cấu trúc dạng 2, dạng 3 và cấu trúc dạng 2 được lồng ghép với nhau, được lồng ghép với nhau. Và bên này là sơ đồ hoạt động của cấu trúc. Ta lấy ví dụ xác định một số dương, một số là số dương, số âm và bằng không, bằng không. Như vậy ở đây người ta bảo chúng ta phải xác định một con số, và con số này phải nhập vào từ bàn phím. Khi người dùng nhập vào từ bàn phím một con số thì kết quả chương trình sẽ trả về đó là số dương hay là số bằng không hay là số âm, hay là số âm. Như vậy thì ở đây chúng ta có phân tích, ở đây có ba cái điều kiện để nó thực hiện so sánh việc số dương, số âm và bằng không. Đó là cái số đó sẽ so sánh lớn hơn không thì là số dương, so sánh với bằng không là số âm, với bằng không, và so sánh nhỏ hơn không là số âm. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cấu trúc rẽ nhánh như sau. Đầu tiên chúng ta đưa dữ liệu A bằng value của test 1. Có nghĩa là chúng ta sử dụng cái hàm value ở học ở chương số 3 dùng để chuyển đổi dữ liệu trong test 1 thành kiểu số, thành dữ liệu số. Và chúng ta đi tiến hành, nếu A lớn hơn không bằng không thì chúng ta sẽ tiến hành làm tiếp. Như vậy ở đây tôi sử dụng cấu trúc dạng 3, dạng 2 và dạng 2 kết hợp với nhau. Thì chúng ta có thể làm nhiều cách, và xuất kết quả này ra một cái hộp medicine box mà chúng ta đã học ở chương số 3. Đó là thành phần thông báo và nhắc nhở người dùng. Đấy, đấy là đầu code. Và người ta có thể viết theo một cách khác, người ta dùng cấu trúc dạng 1 để người ta sử dụng thay thế. Như vậy bây giờ tôi sẽ minh họa cái ví dụ này một cách cụ thể trên chương trình Visual Basic. Chúng ta khởi động Visual Basic lên, và trong cái chương số 2 chúng ta đã được khảo sát cách thiết kế một cái form của Visual Basic là như thế nào rồi. Thì đây tôi chỉ nhắc lại một chút. Chúng ta tạo ra một cái project mới cho Visual Basic, sau đó chúng ta thiết kế các đối tượng tham gia vào quá trình điều khiển chương trình. Ví dụ ta có đối tượng label nhập A, thì đối tượng này chỉ dùng để một cái ghi chú nhắc nhở ở trên cái form để chúng ta biết thành phần đó là gì, dùng để làm gì. Đối tượng thứ hai là đối tượng test box với đặt tên là test 1, với tên của nó là test 1. Thì cái tên test 1 này cực kỳ quan trọng. Test 1 này cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta truy xuất được cái tên, cái đối tượng đó trên form khi chúng ta viết code. Và những cái thuộc tính khác chúng ta có thể tham khảo ở đây. Thuộc khác tham khảo ở đây. Đối tượng thứ ba là đối tượng OK. Đây là đối tượng dùng để thực thi chương trình.
dùng để thực thi chương trình. Và đối tượng này gọi là đối tượng comment. Đối tượng comment thì khi chúng ta chọn đối tượng comment thì lúc này chúng ta sẽ có cái name là comment. Thì cái tên này chúng ta đặt tùy theo chúng ta muốn đặt theo cái tên thì quy định đặt nó cũng theo tuân thủ theo giống như tên tên công viên. Tên công viên. Như vậy bây giờ trong ba đối tượng này thì chúng ta có đối tượng điều khiển là đối tượng sẽ khi người dùng nhấp vào để thực thi chương trình. Còn đối tượng các đối tượng khác sẽ dùng để cung cấp dữ liệu hoặc là hiển thị dữ liệu ra chương trình. Như vậy giờ chúng ta bấm vào nhấp đúp vào đối tượng điều khiển. Nhấp đúp chuột vào đối tượng điều khiển thì chúng ta ra được cái màn hình cửa sổ code. Màn hình cửa sổ code thì màn hình cửa sổ code này nó sẽ điều khiển cái cái form mà chúng ta đã được thiết kế. Như vậy thì ở trong cái màn hình code này khi chúng ta học ở chương số 2 chúng ta đã biết một bên là tên của các đối tượng thực hiện tham gia vào cái form này, một bên là các sự kiện tức là những cái hành động mà người dùng sẽ được phép tác động lên cái đối tượng đó để thực thi một cái lệnh chương trình nào đó. Thì ở đây chúng ta đang tác động lên cái đối tượng comment 1 và cái nút OK và chúng ta có sự kiện là lích chuột. Như vậy trong cái khi trong cái quá trình chúng ta người dùng nhấp chuột vào nút OK, chúng ta sẽ thực hiện việc điều khiển chương trình và trả về kết quả. Như vậy thì một cái chương trình chúng ta luôn luôn gồm có những phần sau đây. Thứ nhất là phần khai báo biến. Khai báo biến. Phần khai báo biến này chúng ta sẽ có dùng dim. Như vậy thì ở trong này cái form này chúng ta có một chương trình con. Cho nên chúng ta có thể khai báo bên trong cái chương trình con đó những cái biến mà chúng ta dùng. Chúng ta không cần phải nghĩ đến cái phạm vi khác của biến. Chúng ta ví dụ ta có biến A và chúng ta kiểu khai báo kiểu launch. Khai báo kiểu launch. Đó là chúng ta có khai báo. Và chúng ta muốn trả về cái matchbox, trả về matchbox thì chúng ta có thể làm tạo thêm một cái biến để lưu trữ cái kết quả trả về. Lưu trữ kết quả trả về hoặc là chúng ta viết trực tiếp cái matchbox đó. Ví dụ giờ tôi tạo một cái biến để lưu trữ giá trị trả về là s. Ví dụ là kết quả s và cái dữ liệu kết quả này là kiểu kiểu chuỗi. Kiểu chuỗi. Như vậy trong cái phần bài học số 3, chương 3 hôm trước chúng ta đã có cái phần khai báo biến này. Phần thứ hai là phần gán dữ liệu. Gán dữ liệu từ form cho biến. Cho cái biến. Như vậy trong hai cái biến mà chúng ta vừa khai báo, cái biến nào sẽ đóng vai trò nhận dữ liệu vào thì chúng ta sẽ thực hiện biến gán cho nó. Còn dữ biến nào tham gia quá trình xử lý trung gian hoặc quá trình về xuất dữ liệu ra thì chúng ta sẽ gán ở phần cuối, phần sau. Như vậy đây chúng ta gán dữ liệu từ form cho biến thì chúng ta có biến A nó sẽ bằng value của test 1. Test 1 là tên của đối tượng test. Đối tượng test. Tên của đối tượng test. Và khi chúng ta đã đưa dữ liệu vào rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ cái phần là xử lý thuật toán. Xử lý thuật toán. Như vậy thì cái phần xử lý thuật toán này chúng ta sẽ sử dụng các cái biến mà chúng ta đã có và những cái điều kiện, những cái thuật toán mà chúng ta đưa ra từng bước ở các cái ở cái chương số 2, chương số 1, ở chương số 1 là thuật toán. Như vậy thì ví dụ chúng ta sẽ có là gì? Nếu A lớn hơn bằng B và không thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kiểm tra nếu A lớn hơn 0 thì và chúng ta trả về kết quả S nó bằng là A là số dương. Như vậy thì các bạn thấy tôi viết như thế này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi sẽ lấy giá trị của biến A ghép chuỗi với ghép chuỗi với. Như vậy thì nếu chúng ta viết đúng thì chúng ta sẽ có STR, STR của A, STR của A là chúng ta chuyển dữ liệu của A thành kiểu chuỗi và chúng ta ghép chuỗi với từ số dương. Sau đó ta gán vào cái biến S. Gán biến S. Còn ngược lại, L. Ngược lại có nghĩa là A nó sẽ bằng 0. Và khi A nó bằng 0 thì chúng ta sẽ S bằng STR của A. Chúng ta nói với là số bằng 0. Là số bằng 0. Edit. Như vậy chúng ta có hai cái trường hợp trong cái trường hợp này. Và chúng ta sẽ quay qua L. L cho trường hợp lớn là tức là chúng ta sẽ có A
nhỏ hơn 0 thì chúng ta xuất ra là s str của a và là số âm. Edit. À, thì khi chúng ta viết chương trình, các bạn lưu ý chúng ta phải thuộc vào tùy theo từng cấp độ của lệnh mà chúng ta có những cấp độ thuộc vào để dành để cho cấu trúc của bài toán. Đây là một cái lối hành văn lập trình để cho giúp chúng ta dễ kiểm soát lỗi và giúp cho cái độ chúng ta nó đẹp. Vậy thì sau khi chúng ta có được biến s xuất ra rồi thì chúng ta sẽ có đưa ra màn hình bằng hộp thông báo matchbox của s. Matchbox của s. Như vậy s này là một biến chứa nội dung thông báo. Biến chứa nội dung thông báo thì chúng ta xuất ra. Như vậy thì chúng ta có được cái một cái bài toán. Bây giờ chúng ta làm viết xong rồi thì chúng ta tiến hành chạy thử. Chúng ta lên thanh menu, chúng ta bấm vào tab và chúng ta tiến hành chạy thử. Lúc này chúng ta sẽ tiến hành nhập vào một con số, ví dụ số 4. Nhập vào thì chúng ta sẽ có được là số 4 là số dương. Và chúng ta nhập vào số 0 và chúng ta nhập kiểm tra là nó là bằng 0. Và chúng ta sẽ tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ nhập số âm. Nhập số âm thì nó sẽ là số âm. Nhưng bây giờ trường hợp giả sử như tôi nhập nó là chuỗi thì kết quả trở về nó là gì? Nó là bằng 0. Bởi vì khi đó cái chuỗi này nó sẽ chuyển thành số. Và số này số là số 0. Số là 0. Như vậy thì cái bài toán này chúng ta có thể mở rộng ra là chúng ta ràng buộc bảy lỗi cho nó, ràng buộc cái quá trình là nhập vô phải là số chứ không được phép nhập vô ký tự. Như vậy thì lúc này trước khi xử lý bài toán thì chúng ta sẽ đi một cái phần gọi là kiểm tra. Xin lỗi, trước khi gán trước khi gán cái điều này thì chúng ta sẽ đi vấn đề là kiểm tra dữ liệu nhập đó. Thì kiểm tra dữ liệu nhập hôm chương số 3 chúng ta sẽ có cái hàm in numeric, bởi vì đây là dạng dạng số thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc if mà chúng ta vừa học not toán tử not và một cái hàm là y numeric của gì của test 1 chấm test. Và nếu đúng cái điều này chúng ta sẽ có một cái message box cảnh báo là nhập vào là số, đúng không? Thế là số. Thế vậy thì khi nó đã bị sai thì chúng ta lập tức chúng ta sẽ lấy cái test dữ liệu của test và chuyển nó về rỗng. Đây là ở cái chương số 2 chúng ta đã được cung cấp cái điều này. Và test test 1.setForget để chúng ta đưa về chúng ta đưa về con trỏ. Chúng ta đưa con trỏ về ngay chỗ test 1 và lập tức chúng ta exit chúng ta kết thúc và chúng ta end. Thì đây là quá trình kiểm tra dữ liệu của nó. Kiểm tra dữ liệu của nó. Thì khi chúng ta bổ sung cái đoạn này đúng không, thì lúc này chúng ta nhập vô chuỗi thì nó không trả vào không nữa mà nó sẽ trả một cảnh báo. Nó trả một cảnh báo, chúng ta làm lại. Vì chúng ta thử ta nhập vào một cái chuỗi và ví dụ cái chuỗi nhập vào chuỗi thì lúc này chúng ta ok, chúng ta sẽ có là quy luật nhập vào số. Và khi nhập vào số xong bấm ok thì nó xóa dữ liệu và con trỏ đưa vào đấy. Thế thì chúng ta nhập số vô thì nó lùn. Thì chúng ta xong rồi. Vậy làm xong rồi chúng ta bấm thoát đi và chúng ta sẽ có được cái ví dụ thứ nhất, đó là cái demo. Chúng ta đi tiếp theo, chúng ta đi vào ví dụ số 2. Ta đi vào ví dụ số 2. Giải phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với a khác 0. Như vậy thì với cái bài số 2 này thì chúng ta sẽ có cái thuật toán như thế nào? Thuật toán như thế nào? Đầu tiên chúng ta tính delta. Đây là một cái đoạn xử lý chính của chương trình. Đầu tiên ta tính delta. Nếu delta bằng b bình phương trừ 4ac mà lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ trả về x1 và x2. Còn ngược lại trả về x1 và ngược lại trả về phương trình vô nghiệm. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ trả về một cái dữ liệu theo từng cái giai đoạn và ta xuất ra message box. Ở cách số 2 chúng ta có thể lồng ghép vào để chúng ta ra được cái phần này. Đấy, thì chúng ta sẽ có
F1 và F2 với điều kiện như vậy nha. Thì chúng ta sẽ có cái kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ demo đó. Rồi tương tự như vậy chúng ta cũng có phần thiết kế giao diện. Thiết kế giao diện nhập A nhập B. Trong đó chúng ta có test 1 là A, test 2 là B và test 3 là C. Comment 1. Khoảng đầu chúng ta nhấp đứt vào comment 1 giống ví dụ số 1, nhấp vào chúng ta có được cái comment 1 ở cái form này. Khoảng đầu chúng ta thực hiện việc đầu tiên là khai báo biến. Khai báo biến. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng các biến như là A, S, Launch, Dim, B, S, Launch. Và chúng ta có thể dùng biến C, S, Launch mà không còn xuống hàng. Chúng ta có thể dùng Delta, Delta, S, Double, S, Double. Bởi vì khi chúng ta thực hiện bước chia đó nó sinh ra một số thật, S, Double. Và chúng ta có gì nếu dài quá chúng ta xuống điểm x1 s double và x2 s double hoặc khai báo. Phần thứ ba là đến cái phần kiểm tra dữ liệu nhập ABC. Tương tự như bên ví dụ số số 1 thì chúng ta có thể copy nó qua cho nó là nó nhanh nha. Copy lên đã qua và tôi bắt rồi. Kiểm tra dữ liệu của test 1, rồi kiểm tra dữ liệu của test 2, rồi kiểm tra dữ liệu của test 3. Chúng ta kiểm tra ba cái dữ liệu. Vậy thì đâu này chúng ta sửa lại test 2, dưới này chúng ta sửa test 3. Chúng ta kiểm tra dữ liệu xong thì chúng ta đến phần ghép thì chúng ta sẽ có A bằng value của test 1 chấm test, B nó bằng value của test 2 chấm test, test 2 chấm test. C nó bằng value của test 3 chấm test. Chúng ta còn gán dữ liệu. Gán dữ liệu. Tiếp theo là cái phần về kiểm tra. Thì ở đây chúng ta mặc định đó là A khác không, cho nên ta làm vô đi vào ta kiểm tra là delta luôn. Ta tính delta ta làm luôn ha. Delta delta bằng B. Dùng toán tử mũ trừ 4 nhân A nhân C, ta có delta. Và chúng ta kiểm tra delta nếu delta mà lớn hơn 0, và chúng ta viết thì sao? Thì chúng ta sẽ thực hiện là gì? X1 bằng trừ B cộng căn delta thì chúng ta sẽ có F hàm S win R của delta, đấy. Và ta thực hiện là tất cả này chia cho hai nhân A, đấy. X2 nó sẽ bằng trừ B trừ S win R delta chia cho ai cho nghe đấy. Còn sao ngược lại L nếu delta nếu delta bằng không thì chúng ta sẽ thực hiện gì? X1 nó bằng ta thực hiện F1 nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng trừ B trên 2 chẳng hạn. Và L ngược lại chúng ta sẽ có là gì? Một cái matchbox đúng không? Matchbox là phương trình vô nghiệm, phương trình vô nghiệm. Đấy. Và edit
Đã, ta dùng cấu trúc dạng 3 để ta làm cho nó có nhiều điều kiện. Nhưng mà thì ở đây trên mỗi nhánh chúng ta xuất ra x1, x2 thì chúng ta cũng sẽ xuất ra message box x1, và chúng ta dùng cái xuống hàng thì chúng ta sẽ lưu với là vbcrlf để chúng ta thực hiện xuống hàng cho hai cái này. Và chúng ta có thể viết đẹp hơn cho nó nghiệm 1 ra nghiệm x1 bằng đấy, chúng ta nối chuỗi x1 thôi, ta xuống hàng chúng ta sẽ có nghiệm x2 bằng và chúng ta nối chuỗi với x2 đấy, chúng ta cho nó đẹp. Còn cái này chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ xuất ra message box ha, và nghiệm kép nghiệm kép x1 nghiệm cho x bằng và chúng ta nói với x1 đấy, thì chúng ta sẽ có được cái tổng quan, cái toàn bộ cái bài. Chúng ta có đi những cái phần phần đấy, chúng ta sẽ tới cái phần là xử lý bài toán, xử lý toán đấy, thì chúng ta có những phần hết sức rõ ràng, hết sức rõ ràng đấy, rõ ràng. Đấy, chúng ta sẽ có như vậy. Thì cái dòng mà tôi ghi vào đây, cái dòng tôi ghi vào đây là màu xanh lá cây này, và cái trước có dấu một dấu giấy, thì cái dòng này được gọi là dòng ghi chú, và dòng này không được biên dịch nha, dòng này không được biên dịch để chúng ta lưu ý. Và chúng ta test, chúng ta thử nha, giờ tôi nhập số vào, nhập chuỗi vào, nhập chuỗi vào đấy, thì lúc này nó sẽ đi nó kiểm tra số, và ta phải nhập cho số cho đúng bấm, và ta sẽ tiếp tục nhập số cho đúng, và chúng ta nhập số cho đúng. Thì như vậy tôi bấm vào đây thì nó sẽ ra chương trình là nghiệm x1 hoặc không trừ 125, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ có được cái kết quả của cái bài toán số 2 này. Đó là chưa, với ví dụ số 2. Tới đây tiếp, biến biến đổi các x lòng nhau thành các x thiếu. Thì đây tôi ví dụ minh họa, đây các x chúng ta lòng vô nhau, và chúng ta có thể viết tương đương là các cấu trúc if nó từng cấu trúc từng cái điều kiện tách biệt với nhau. Thì hai điều này đều không có gì sai cả. Chúng ta có thể ví dụ như vậy. Ví dụ một cái ví dụ khác, tìm số lớn nhất trong ba số AB. Thì đây chúng ta có cái hoạt động của nó. Đầu tiên ta lấy A với B so sánh. Nếu A lớn hơn B, A nhỏ hơn B là đúng, thì ta so sánh B với C. Nếu B với C, B nhỏ hơn C mà đúng, thì ta kết luận mắc bằng C. Còn ngược lại chúng ta có mắc bằng A, mắc bằng B. Còn qua bên này nếu sai thì ta lấy A với C ta so sánh. Thì đây là cái hoạt động của cái bài toán tìm số lớn nhất của ba số và cách số 1. Thì ứng với cái hoạt động này, chúng ta sẽ có được cái đoạn xử lý chính cho cái chương trình này. Thì các bạn sẽ từ cái đoạn lý chính này, các bạn sẽ tự thêm các cái phần khai báo biến, phần dán, phần và phần xuất dữ liệu ra cho form, cho form. Đã, chúng ta có cái demo như vậy. Cách thứ hai là chúng ta sẽ lấy A so sánh với B, sau đó chúng ta đưa mắc cho B hoặc ngược lại thì mắc cho A, sau đó ta lấy mắc ta so sánh với C, tức là ta tìm mắc của hai số, sau đó ta lấy cái giá trị mắc đó ta so sánh với C, đó tìm mắc của giữa mắc với C là số nào lớn nhất. Thì chúng ta sẽ có cái này thông qua cái bài tập tự làm thứ hai, đó là in thứ trong tuần. Thì ở đây chúng ta sẽ có dữ liệu đưa vào là test 1, và chúng ta dùng cái hàm weekday của chương số 3 để chúng ta so sánh với từng số 1, giá trị 1 đến giá trị 7. Nếu đúng từng giá trị chúng ta sẽ trả về cái chuỗi tương ứng của nó là chủ nhật. Thì đây ta dùng về cấu trúc if dạng số 3 FL LF. Hoặc là chúng ta có thể tách ra từng cái cấu trúc dạng trước từng điều kiện khác nhau, từng điều kiện khác nhau. Tức là cái hàm quét đây là nó lấy dữ liệu của test 1 là dữ liệu ngày tháng năm, và nó kiểm tra so sánh với bài. Chúng ta có được ví dụ khác, chúng ta tính vào giá trị của hàm số, giá trị của hàm số. Thì lúc này chúng ta có mỗi cái dòng này là một điều kiện, và chúng ta có điều kiện đi trong cái khoảng của nó. Thì lúc này chúng ta sẽ xuất dữ liệu ra, xuất dữ liệu ra. Chúng ta có được cái toán lý như vậy. Thì đó là xong cái phần về cấu trúc if của chúng ta.